Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đưa Đa. Thưa các bạn ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với anh em một nền tảng giao dịch có tên là Westy. Nền tảng này uh, chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 8 năm 2023 Và đây là một trong những nền tảng mà uh, có những chương trình AROOP rất đặc biệt cho anh em chúng ta đã trải nghiệm uh, trong thời gian vừa qua và hôm nay thì mình sẽ có một cái video đầy đủ để review sơ qua về nền tảng WESI Để cho anh em có những cái nhìn khái quát, từ đó anh em có thể là an tâm khi ta giao dịch trên sàn Và coi WESI trở thành một trong những nền tảng giao dịch đáng quan tâm và anh em có thể thường xuyên giao dịch trong tương lai à, Thưa các bạn giới thiệu với anh em một chút, WESI nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số web 3 Được thiết kế dành riêng cho giới trẻ toàn cầu À nền tảng này có hệ thống bảo mật tài khoản kép, giao dịch sao chép thông minh và một loạt dịch vụ đổi mới cho phép nhiều cá nhân trẻ hơn tham gia vào thế giới web3 một cách thuận tiện và an toàn và nhanh chóng. À, ngoài ra thì thông qua thiết kế uh, tokenomics của Token gốc đam BS của nền tảng dựa trên các thuộc tính web3, uh, nhiều người uh, trẻ có thể tận hưởng những phần thưởng đáng kể và lợi ích, uh, và nợ nhuận có giá trị khi tham gia vào hệ sinh thái xã hội. Uh, giải trí của trò của nền tảng và trò chơi của trên nền tảng uh, Westy. Và bây giờ chúng ta sẽ uh, cùng nhau tìm hiểu một chút về Westy. Ở đây thì mình có uh, một uh, file PDF uh, giới thiệu về Westy. Uh, trước tiên là anh em có thể nhận thấy một điều là Westy thiết kế với tông màu xanh lá là tông màu chủ đạo rất là đẹp và giao diện sàn cũng như mọi thứ thì anh em nhìn khá là bắt mắt. Nếu uh, nếu mà nói uh, uh, có 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 lẽ với một nền tảng mới về cái độ mượt mà thì QC cũng là một trong những nền tảng mà có cái sự mượt mà cũng là khá là tương đối với nhiều anh em. Và ở QC thì anh em thấy rõ QC là một nền tảng mà hướng tới West 3. Đấy, West cho phép anh em uh, sử dụng các tính năng uh, kết nối Westbar Và ngay trong những cái phần đầu tiên thì anh em có thể để thấy, ý thấy là uh, Nền tảng Coisee có giới thiệu luôn Westbar sẽ trở thành một xu hướng Tại sao lại nói như vậy? Bản chất của blockchain ban đầu đó chính là giúp cho uh, người dùng uh, có thể quản lý Chủ động quản lý tài sản và không bị bất kỳ một hệ thống ngân hàng nào Hay là một hệ thống uh, tổ chức tài chính nào nắm giữ toàn bộ Uh, cái tính phi tập trung nó, uh, blockchain thực chất, cái tính chất phi tập trung nó nằm ở trong cái phần West 3 này. Đó. Và West 3 sẽ sớm trở, dự đoán sẽ sớm trở thành một cái xu hướng uh, trong tương lai. Uh, ở cái quy mô nền kinh tế, thế nền nền kinh tế lên tới, uh, cái quy mô của West 3 lên tới là 160 uh, triệu đô la uh, trên toàn thế giới trong tương lai. Đó và hiện nay thì và cho đến thời điểm năm 2023 thì có hơn 7 triệu người dùng trên thế giới đã sử dụng các cái dịch vụ của web 3. Nó uh, không khác gì cái giai đoạn là uh, cái giai đoạn khởi đầu của internet vào năm khoảng năm 1995 và dự kiến nó sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Và đây cũng là lý do mà nền tảng uh, Web3 sẽ đặt web 3 là một trong những trọng tâm trong tương lai. Đó. Và Uh, trên Quexi thì uh, đã cố gắng hỗ trợ rất là tốt đối với West 3 uh, như anh em để ý thấy là ở trên uh, sàn Quexi thì có một giao diện đó là giao diện ở trong phần tài khoản có phần wallet ở trong phần wallet này cho phép anh em kết nối với các ví MetaMask hay là các ví chất wallet uh, hoặc uh, các cái ví uh, các cái ví có thể dùng tính năng uh, uh, QR QR code để kết nối ấy. đấy thì uh, hiện nay thì Uh, tính năng World Connect Collect cùng với tính năng kết nối ví metamask đang được web3 triển khai. đấy Web3 còn có một cái ưu điểm nữa là có cái uh, nối vào an toàn, tức là có cái hệ thống bảo mật rất là tốt. Hệ thống uh, tài khoản ở trên web3 là hệ thống tài khoản kép, cung cấp dịch vụ linh hoạt an toàn trong việc quản lý và chuyển giao tài khoản ở trên chuỗi. À, bên cạnh đó thì có nhiều giá trị thông qua nền kinh tế web à, khuyến à, việc khuyến khích à, cho việc xây dựng hệ sinh thái và tạo ra rất nhiều giá trị. Lối sản phẩm của web thì thuộc lĩnh vực giải trí và xã hội thu hút nhiều người dùng toàn cầu hơn à, vào các kỹ năng vui nhộn thú vị và ít à, à, dễ dễ sử dụng hơn dễ sử dụng hơn với người dùng. Ở đây thì Wesley có nói về hệ thống tài khoản kép Đó là việc trao đổi Web2 thì rất là dễ vận hành Nhưng mà có chi phí và rủi ro cao hơn Trong khi đó thì Việc vận hành ngưỡng phân quyền thì nó có cái tính tập trung ngưỡng vận hành thì lại quá cao và hiệu quả thì kém nhưng mà đối với nguyên nền tảng WebC của chúng ta thì các bạn sẽ thấy những cái điều rất là đặc biệt đến từ nền tảng này. Đó chính là cái khả năng quản lý bảo mật độc lập và à, tài khoản người dùng hệ thống sẽ hệ thống sẽ kết hợp các thuộc tính tài khoản tập trung và phi tập trung à, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn à, nhiều mô hình khác nhau à, lưu ký tài sản tại à, set hoặc là các tài khoản tự trị À, ngoài ra thì anh em để ý thấy còn ở ở trên đây thì anh em còn để ý thấy nữa đó là à, có cái ở trên web còn có uh, chuyển giao tài sản à, thuận tiện à, nền tảng thì có thể tích hợp với các DP ở bên thứ ba như MetaMask à, để truy cập nền mạch các ứng dụng và cái dịch vụ west 3 Thì hôm nãy mình đã có giới thiệu với anh em à, à, cái, trong trong cái phần à, phần trước thì có giới thiệu với anh em về cái việc kết nối với MetaMask rồi. Đấy và ở trên nền tảng Web3 thì chúng ta còn thấy là uh, uh, Web3 thì thiết lập mô hình kinh tế ơn tốc cần đấy uh, mô mô hình kinh tế ôntốc cần tức là cái mô hình uh, này nó sẽ theo cái tinh thần web3 uh, họ sẽ trao quyền cho người dùng để tạo ra nhiều giá trị sinh thái nhưng cũng được hưởng lợi ích từ cổ tức cùng phát triển hệ sinh thái. Một ăn nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần này. đấy Thì uh, thông qua cái mô hình kinh tế này thì anh em sẽ nhận được rất rất nhiều các lợi ích uh, như anh em có thể là tham gia các cái hoạt động uh, xã, xã hội mạng uh, xã hội giải trí uh, để kiếm tiền này, trading khi anh em chơi trên sàn nhé, chơi trên sàn cũng kiếm được tiền. đấy đây là một cái tính một cái điều mà có lẽ là rất nhiều anh em mong muốn đúng không ạ vừa kiếm được cái lợi nhuận giao dịch vừa có thể là kiếm được tiền rồi ở trong đây thì còn các cái tính năng khác uh, để anh em có thể uh, xây dựng và có thể kiếm tiền đấy đây đây là đây là cái xx uh, x x kiếm tiền đấy khi anh em uh, Họ, họ sẽ mang đến cho anh em những cái lợi ích khi anh em tương tác với với X của họ. À, họ sẽ mang uh, 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 lợi ích là khi, uh, khi người dùng mới đăng ký, người dùng uh, dùng lời mời của họ sẽ nhận được mã thông báo liên tạc. Đấy. Bao gồm các cái việc là tự đăng ký, lời mời trực tiếp và lời mời gián tiếp. Đấy à, uh, hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tham gia một cái sự kiện Arop uh, thông qua hành trình Arop đó thì anh em cũng đã nhận được những cái uh, token WBS đến từ nền tảng rồi đúng không ạ rồi hệ thống còn khuyến khích hoạt động người dùng có thể nhận ngẫu nhiên mã thông báo uh, phong bì màu đỏ các ưu đãi khác thông qua các việc nhật uh, thông qua việc đăng nhập và làm tiền và diệt quét rồi khuyến khích tập thể nếu số lượng người mời đáp ứng uh, các yêu cầu nhất định thì uh, họ sẽ có những cái phong bao lì xì uh, xây dựng đội tham gia hoạt động uh, thương lượng thử, trưởng nhóm có thể đạt được giảm giá đặc biệt để mua bitcoin Đấy, ở đây thì mình sẽ giới thiệu luôn anh em về cái phần này nhé uh, trước tiên là khi anh em đăng ký ở trên sàn ấy, thì anh em sẽ có cơ hội được uh, nhận những cái phần thưởng Uh, chắc chắn là những cái phần thưởng là cũng là rất là đáng kể với anh em. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau tham gia vào chương trình uh, a lop ở trên đây uh, thông qua việc là anh em đăng ký và hoàn thành thần cây xí xác minh tính, sau đó đạt cái mức phí giao dịch là 20 như hiện tại Như là 28 đô thì anh em nhận được 100 token WBS. Đấy. Uh, với giá của WBS hiện tại thì với 100 token anh em kiếm được nó cũng tương gần tương đương với mức phí anh em bỏ ra để giao dịch. Đấy. Hiện tại thì ờ uh, ở trên sàn thì anh em thấy là hiện nay thì Uh, giá của WBS đang là 0,27 đô đấy nếu mà được 100 trăm cần thì gần tương đương với phí anh em bỏ ra. tức là khi anh em giao dịch ở trên sàn này nếu là những nhà giao dịch chuyên nghiệp và thực hiện giao dịch ấy các anh em có thể giao dịch thị trường future hay là anh em rồi tiền spot anh em sẽ nhận được cái lợi ích này còn nếu anh em cày thì chắc chắn là thời điểm này thì không hợp lý đúng không ạ cày để nhận năm không hợp lý nhưng mà anh em giao dịch trên đây thì anh em vừa có lãi anh em vừa có lãi từ việc là anh em uh, mua bán token rồi giao dịch ở trên các thị trường như thị trường future lại vừa có thể là nhận những cái lợi ích từ sàn ví dụ là token của sàn đấy rất là hay đúng không em à, rồi à, và ở đây thì anh em còn thấy là các cái hoạt động đấy thông qua việc tham gia các hoạt động à, bao gồm các hoạt động đăng nhập thì anh em để thấy ở trong cái giao diện này ấy, nó có cái phần à, daily xin in đi đấy khi anh em mà hàng ngày anh em điểm danh ấy thì anh em điểm danh 3 ngày sẽ được nhận được một quà ngẫu nhiên trong một quà thì có thể là token năm new bs token không khóa anh em nhé hoặc là anh em sẽ nhận được số ngày vip ví dụ anh em nhận được hai ngày hay là 7 ngày vip chẳng hạn đấy rất là tuyệt vời luôn khi anh em có vip thì chắc chắn là anh em sẽ nhận được cái giảm giá giảm giảm phí giao dịch đúng không ạ giảm phí giao dịch ở trên sàn rồi ở đây thì anh em còn thấy là anh em khi anh em xây dựng team thì anh em sẽ nhận được các cái hồng bao thì ở đây nó là như thế này anh em này tức là anh em khi anh em tuyển rep ấy thì anh em tuyển rep ví dụ như đây là một cái tài khoản tuyển rep chẳng hạn thì khi anh em mà mời được một người ấy, thì anh em sẽ nhận được 10 WBS rồi cứ mỗi người khi mà anh em cứ anh em đạt được 100 tài khoản active tích tức là tài khoản mà có hoạt động thực sự ấy, thì anh em sẽ nhận được 300 đô 300 đô uh, trong một cái hồng bao và 300 đô nó là tiền 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 tươi luôn chứ không phải là tiền bị khóa đấy. Nó cũng rất là ngon đúng không anh em? Đấy. Rồi. Uh, đấy là những cái hoạt động mà anh em có thể là kiếm tiền từ Westy và còn rất rất nhiều các hoạt động khác nữa mà chúng ta có thể là tìm hiểu thêm ở trên đây. Đó, còn đối với việc là x Đấy, Xturn thì anh em trading đây, anh em thấy là trading spot đây anh em. Uh, có thể đây mình, sẽ đọc sơ qua cho anh em một chút về cái phần này tức là ở đây ấy thì họ sẽ phân bổ 80% mươi phí giao dịch độc quyền thu thu được các set truyền thống cho các hoạt động ở trên sàn đấy họ ghi rõ ở đây rồi và ở trong đây thì sẽ khuyến khích giao dịch tức là 50% mươi phí giao dịch hàng ngày do nền tảng thu thập được sẽ phân phối cho người dùng với dạng mã thông báo nền tảng bằng nhau tùy theo mức độ đóng góp của người dùng hàng ngày đấy ngon không đó rồi ở đây thì anh em thấy là ưu đãi cam kết thì sẽ có 20% phí giao dịch hàng ngày uh, do nền tảng tạo ra sẽ được phân phối dưới dạng utility cho người dùng cầm cố uh, token trên nền tảng tức là stake token đấy. Đó. Stake token thì anh em thấy là ở trên đây nát nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em. Rồi ở đây nó còn có cái cơ chế đốt cháy nữa. Uh, tức là nền tảng sẽ đốt mã thông báo nền tảng WBS ấy với tương đương với 10% tổng số phí giao dịch tạo ra hàng ngày ở trên các thị trường giao dịch giao ngay và thị trường tương lai rồi tương lai đó <laughs> tức là khi anh em giao dịch ở trên sàn spot và sàn future thì nó sẽ đốt đốt token đam nhiều bé luôn đó. rồi ở đây thì cái phần stack thì anh em dễ dàng tìm thấy ở trong phần finance trong đây anh em có thể stack các cái tài sản ví dụ như sdt Eduity uh, với các cái mức APR um, uh, phù hợp ở đây anh em thấy Đấy. và khi anh em stack như vậy thì anh em sẽ nhận được phần lãi USDt rồi anh em sẽ nhận được cấp quyền nắm BS nhé. Đó tiếp theo thì ở đây còn uh, các cái tính năng uh, kiếm ít nữa rất là hay đúng không ạ? Đây ở đây thì anh em thấy các cái tính năng khác này ở đây thì họ sẽ có cơ chế phân phối mã thông báo áp dụng cho toàn bộ thượng nguồn và hạ nguồn để vận hành tổng thể tổng thể trên cái các cái nền tảng cùng nhau xây dựng nền tảng web3. qua đó thì qua, qua đó thì sẽ có những cái chính sách người dùng. khuyến khích người dùng người dùng tích cực trên người người dùng tích cực Uh, của các cái dự án chất lượng cho hệ sinh thái sẽ có cơ hội nhận được cái ưu đãi về mã thông báo nền tảng tức là khi anh em giao dịch uh, các cái cặp giao dịch ở trên sàn ấy, Thì anh em thì có sẽ có cơ hội nhận được những cái mã thông báo nền tảng ở trên đây. Rồi ở đây thì sẽ khuyến khích là anh em uh, khuyến người dùng cung cấp uh, thanh khoản uh, cho hệ sinh thái thì sẽ được khuyến khích bởi mã thông báo nền tảng. Rồi ở đây thì anh em thấy là người người dùng khuyến khích tham gia vào nền tảng IEO, uh, ILO rồi IGO Uh, thì khi mà hau uh, cầm cố uh, token nền tảng tức là WBS sẽ được ứng dụng ở trong các cái phiên non-tat hay là các cái phiên IEO ở trên sàn hoặc là uh, cả mua NFT chẳng hạn đấy thì uh, uh, những người dùng mà hau token ấy, thì anh sẽ nhận được thêm các cái uh, thêm các cái dự án chất lượng cao ở trên đây rất là tuyệt vời đúng không anh em nhé yeah. đó Uh, thì đây là một cái ứng dụng rất là tốt với anh em mà chúng ta tới trên đây và ở đây thì nó có cái map uh, uh, West web uh, Metaverse đấy đây là hệ sinh thái uh, của meta của của Westsea với các hoạt động short season supply uh, quỹ DAO chẳng hạn quỹ DAO rồi uh, DAO là bỏ phiếu đúng không rồi uh, DeFi này, GameFi và NFT đấy. Đây là một cái nền tảng rất là tổng hợp. Chúng ta uh, ban đầu thì các bạn đến với sàn uh, WSC thì anh em cứ mường tượng đó là chỉ là một sàn giao dịch thôi. Nhưng ở đây anh em thấy có rất nhiều thứ ở trong đây. Uh, ngoài ra thì WSC còn có cả một cái quỹ là WSC Lab nữa cơ. Đấy, WSC sẽ đầu tư rót vốn vào các cái dự án. Uh, cho thấy đây là một cái dự án đường dài anh em nhé dự án đường dài và nó sẽ là một cái dự án mà sau này anh em sẽ thấy ở trong nó 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 sẽ rót vốn vào trong khá nhiều dự án và sau này anh em check À, về các cái nguồn quỹ của các cái dự án thì sẽ thấy USC trong danh sách này đấy ở phía dưới đây thì anh em thấy những cái thông tin bổ sung nữa rồi westie cũng có uh, hệ thống il thông minh đấy, ứng dụng về il đấy, rồi các cái công nghệ khác thì anh em thấy nhé và đây là một cái roadmap uh, roadmap về cái nền tảng WESI này anh em có thể thấy đó rồi đội ngũ team thì anh em thấy là đội ngũ team thì có Michael à, đây là một uh, đây là ceo của Uh, CEO của Westy Và đây là một cái nhân vật rất là đặc biệt anh em ạ uh, Cái ông CIO này thì mình có thể là cho anh em xem sơ qua uh, Ông uh, Michel này ấy, uh, là giám đốc của uh, uh, Là cựu giám đốc của Google và uh, Coinbase. Michel có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật công nghiệp Đồng thời chuyên về quản lý nhóm đổi mới kinh doanh Với sự hiểu biết sâu sắc về công nghệ, tiền điện tử và khả năng đạo xuất sắc Michel đã tập hợp một nhóm sáng tạo Kinh nghiệm sâu rộng trong ngành À, vào dự án wC sản giao dịch này bỏ ra các ý tưởng sản phẩm của tầm nhìn xa các kế hoạch đã giúp ông có uh, được nhiều chuyên gia uh, được nhiều chuyên gia kỳ cựu trong ngành uh, khen ngợi Rất là tuyệt vời đúng không anh em đấy rồi các nhân vật phía dưới cũng đều những nhân vật nổi bật mà uh, trước đó đã làm ở nhiều quỹ hay là nhiều các cái dự án lớn anh em nhé anh em thể tìm hiểu uh, danh sách ở đây đó uh, ok um... Tiếp theo thì chúng ta uh, sẽ tìm hiểu về cái token Lumix, uh, token uh, WESI anh em ạ. Đối với WESI là token của sàn ấy thì uh, WESI uh, hiện tại có tổng cung là uh, 10 tỷ token. Trong đó thì uh, đây là cái map phân bổ. Uh, với uh, map phân bổ thì sẽ có map để thứ nhất là sẽ bao gồm là có nền tảng này thì uh, cái uh, cái này thì nó sẽ bị khóa uh, trong 1 uh, năm đầu và sẽ mở khóa cứ 1% trong 180 ngày ờ uh, uh, từ năm thứ 2. Tiếp theo là dành cho cộng đồng thì anh em thấy là uh, cái phần dành cho cộng đồng chiếm tới nên uh, tới là số đa luôn, 60% dành cho cộng đồng, bao gồm là arop sẽ là 1% và động liên tả là 4%. Ưu đãi đăng ký trăm ưu đãi giao dịch là 25% rồi ở đây thì anh em thấy là cái quản lý thanh khoản đấy thì uh, quản lý thanh khoản trên đất thì sẽ là hai phần trăm xây dựng cái tinh thái thì sẽ khóa năm đầu tiên và sau đó thì sẽ phát hành tức là mở khóa cứ uh, mỗi 180 ngày trong năm thứ hai uh, đồng ngũ tim thì chỉ có 10 phần trăm thôi và phát hành uh, 1,25 phần trăm sau 180 ngày đầu tư chưa đối tác chiến lược ấy thì sẽ là 1,5 phần uh, trăm mở khóa sau mỗi 180 ngày anh em ạ đó và đây thì anh em thấy ở ở đây thì đây là những cái uh, đây ở đây có một cái uh, cái cái file PDF cụ thể hơn mà anh em có thể nhìn vào cái cụ thể về token WBS đấy. WBS thì sẽ là phần thưởng cho cái việc anh em giao dịch ở trên nền tảng. Uh, khi mà uh, uh, user thì có thể là lên 100 WBS uh, uh, mỗi uh, khi khi mà họ gia nhập nền tảng trong vòng 15 ngày đầu tiên anh em nhé trong vòng 15 ngày đầu tiên hoặc là khi mà hệ thống khi khi mà đốt 15 phần trăm phí giao dịch thì gì đó rồi đáp phơ. đấy khi anh em tuyển đáp thì anh em sẽ có cơ hội nhận ở cái đáp giới thiệu trực tiếp ấy là 50 WPS rồi mời một người thì là 10 WPS hôm nay chúng ta đã nói về phần này mình chỉ nhắc lại thôi rồi cái, cái phần check này là anh em thấy là hôm nãy mình có nói về cái westcap đúng không ạ cái hôm nãy mình nói là cái tăng nhập hàng ngày thì anh em sẽ nhận được westcap đấy thì khi anh em mở westcap ra thì anh em sẽ nhận được những phần thưởng ngẫu nhiên thì phần thưởng nó có thể là wbs có thể là bitcoin có thể là eth có thể unity hay là bip hay là vân vân đấy rồi các cái ai được lop đấy anh em có thể thấy là anh em westy sẽ phân phối các hoạt động ở, ở dựa theo cái mức độ hoạt động của anh em và mức độ anh em nhận được sẽ được phân phối Ờ, uh, ngoài ra thì khi mà anh em anh em ép thanh khoản ấy, uh, thanh khoản và stake thì anh em uh, sẽ nhận được WBS uh, với anh em uh, tạo thanh khoản ở trên Dex nhé. Rồi đội ngũ team này, tim uh, team thì anh em thấy đây, team T-Word user có thể là uh, mời người dùng và ở đây thì hình như là uh, ở đây thì đây người dẫn đầu team thì khi 10 đồng trăm người thì sẽ nhận được một cái hôm nay có nó mình có nói là cái phong bao đấy phong bao lì xì đó là 300 đô đúng không ạ rồi các cái phần thưởng ở phía dưới đây đúng không ạ ờ... ở đây thì có cả phần thưởng đội mà cả nhá tham gia hoạt động này thì anh em cần phải mời ít nhất là 200 người và tất cả những người dùng uh, là những người dùng khả dụng uh, trong tuần trong tuần hiện tại đấy và thành viên trong nhóm có thể mời người dùng không tham gia khác nhóm mỗi người dùng có thể tham gia vào một đội đội uh, hàng đầu về bổ sung thành viên hàng tuần uh, sẽ đủ điều kiện nhận các đặc quyền mua trong vòng một tuần với những người dùng uh, tức là uh, các cái đội này ấy, thì sẽ uh, nhận được cái đặc quyền mua bitcoin với mức giảm giá này mức giảm giá 50 phần trăm với một bitcoin 40 phần trăm đối coi 30 phần trăm 25 phần trăm và 20 phần uh, trăm dựa theo tức là năm cái đội mà có team đông nhất ấy, thì sẽ được cái mức giảm giá này không biết là dành cho đội trưởng hay là dành cho tất cả các thành viên nữa đấy rồi ở đây thì đây là uh, uh, Wesley còn nói về cái dự án chất lượng cao đúng không ạ Wessy là một cái nền tảng mà cung cấp airdrop cho những người dùng mới và những người dùng đang hoạt động, đang hoạt động uh, uh, trên nền tảng Đấy. và khi anh em chơi đinh thì anh em cũng sẽ nhận những cái phần thưởng tương ứng cái về cụ thể về cái phần thưởng chơi thì mình sẽ uh, có có thể nói qua cho anh em Đấy. thì nền tảng này nó sẽ trả lại 50% phí giao dịch uh, spot hàng ngày uh, cho user Uh, thông qua thấp ni token WSB uh, 50% phí giao dịch giao ngay sẽ được trả lại cho người dùng uh, Thông qua token WBS uh, tương đương 50% phí giao dịch tính uh, lăng hàng ngày sẽ được trả lại cho người dùng sử dụng Với mã thông báo tương đương tức là Khi anh em giao dịch thì 50% cái phần phí họ sẽ hoàn về tài khoản cho anh em Thơm không em Rồi ở đây thì ngoài ra 50% còn lại phí giao dịch hàng ngày thì Uh, sẽ được phân phối như sau 20% thì sẽ dành cho những anh em mà uh, stake WsBT 10% thì được đốt uh, được đốt uh, và uh, tương đương một số lượng wsBT và 20% uh, thì sẽ được sử dụng cho các hoạt động nền tảng tức là sàn sẽ lấy 20% thì đó rồi uh, giá wsBT hàng ngày thì sẽ uh, dựa uh, theo giá cao nhất trong ngày đó Và việc thanh toán diễn ra 24 giờ hàng ngày đó, đấy đây nó cũng là một cái điều rất là tuyệt vời cho anh em. rồi ở đây thì phía dưới đây còn cái tính ứng dụng của đại à, sb nữa, thì ở đây thì à, có rất nhiều tính ứng dụng và ở đây thì nó thống kê nổi bật đó là ba cái tính dụng ở đây, à, tức là các trường hợp sử dụng này, trường hợp thứ nhất là giai đoạn khởi động này và trường hợp thứ hai là giai đoạn xây dựng và giai đoạn mở rộng hệ sinh thái. Đấy, đây là cái trường hợp sử dụng ở đây anh em thấy nhé. À, trước tiên là ở đây thì khi anh em à, sử dụng FBT thì à, nó sẽ giúp cho anh em có thể sử dụng đăng để khấu trừ phí giao dịch à, và hưởng các cái nhiều các khoản giảm giá lợi ích khác nhau à, khi mà à, anh anh em có thể tiết kiệm một phần phí giao dịch anh em có thể tưởng tượng giống như một số cái nền tảng khác thì có sử dụng đăng làm phí chẳng hạn đấy, coi sàn làm phí và anh em sẽ được giảm cái mức phí giao dịch khi giao dịch ở trên sàn. À, ngoài ra thì à, 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 và và với cái việc là thích kiệm được phí thì người dùng có thể mua các bán tiền điện tử NFT hay bất kỳ tài sản nào mang lại ích thường xuyên tạm phí phí giao dịch rồi quản trị cộng đồng thì uh, Web3 sẽ uh, khuyến khích tham gia uh, người dùng tham gia của sinh quản trị quyết định về sinh thái tức là anh em sẽ được quyền bỏ phiếu uh, chủ sở hữu má thông báo đấy có quyền tham gia bỏ phiếu cho nhiều quyết định quan trọng gồm định hướng phát triển hệ sinh thái hoạch định chính sách và đề xuất các tính năng các dịch vụ mới cơ chế đảm bảo sự công bằng minh bạch trong hệ sinh thái và cho phép mọi người dùng có khả năng tác động đến tương lai của nó anh em thấy Uniswap cũng đang đi theo cái hướng này đấy Uniswap có rất nhiều các đợt bỏ phiếu đúng không ạ? Rồi à, gần đây anh em thấy là có một đợt bỏ phiếu với mã token à, ARB à, đấy, trong cái đợt gì tích còn dư đấy, đó có một cái đợt bỏ phiếu như vậy đấy. Thì à, cả khi mà người dùng mà có những cái token nền tảng như là ấy, thì anh em hoàn toàn có thể là tham gia vào cái điều này. Rồi ở trong cái giai đoạn xây dựng hệ sinh thái ấy, thì cái Uh, thì uh, người dùng có thể dùng uh, wsbt trước tiên là giao dịch ở trong các cái thị trường nft sau này chắc chắn là sàn nó sẽ ra thị trường nft rồi mua bán trao đổi nội dung nft bao gồm hồ sơ uh, pfp các tác phẩm nghệ thuật âm nhạc vật uh, phẩm trò chơi nội dung kỹ thuật số thông qua thị trường nft người dùng có thể biến sáng tạo rồi sưu tập mình vào thành tài sản có giá trị đối đây anh em có thể là dùng wbt để làm một cái token uh, trong các cái game uh, qua đó thì anh em có thể mua các cái vật phẩm trong game rồi có thể là uh, dùng uh, đăng bt để mở uh, các cái hộp lotbot uh, hay là tham gia uh, đăng ký vào các cái trận chiến và ngoài ra thì anh em có thể tương tác uh, tham gia các cái đối kháng để nhận 5SB, BBS được chưa Rồi ở đây cái, 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 cái nền tảng Westpa thì uh, westy thì rất là chú trọng đến việc tạo giá trị xã hội và WFPT. Uh, uh, S sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương tác uh, xã hội toàn diện trong hệ sinh thái Web3 của cho uh, cho dù đó là tham gia phát triển hệ sinh thái hay là cộng tác để đạt mục tiêu phức tạp thì NUBS sẽ uh, hỗ trợ cho người dùng trong vấn đề này. ở đây thì anh em thấy ở đây nữa này uh, về cái tính dụng nữa thì trong giai đoạn mở rộng hệ sinh thái ấy, thì uh, sẽ khuyến khích đây này cái, ở cái giai đoạn này nhé thì uh, wc khuyến khích khen thưởng cho những người dùng đóng góp cho hệ sinh thái bao gồm các cung cấp các đề xuất có giá trị cho cộng đồng tham gia phát triển quảng bá nền tảng đóng vai trò tích cực của game à. đấy và wbs sẽ là một cái phần thưởng của cho cái điều này đấy, rồi khi mà um, giai đoạn giao dịch hỗ trợ giao dịch được hỗ trợ bằng eo thì wc sẽ cung cấp các tính năng giao dịch tiến được eo hỗ trợ và dĩ nhiên là anh em sẽ sử dụng ở uh, WBS để có thể mở khóa tính năng nâng cao và mua các gói chiến lược giao dịch đấy. Đó mới điều đó hay đúng không ạ? Đây là một cái lợi ích và tất cả mọi thứ nói về WSB uh, BS thì mình đã có thể là nói rất là chi tiết cho anh em rồi. Nó rất là dài nhưng mà nếu mà anh em để nghe thì thấy là uh, nền tảng Wexy đang một nền tảng mà rất phù hợp với anh em Arop bởi vì là họ sẽ có những cái chương trình rất đặc biệt Uh, dành cho những anh em uh, arob uh, với việc là những cái phần thưởng như là Token gần wbs hay là uh, cái phần thưởng vip ở trong cái đoạn đầu này và dĩ nhiên trong cái đoạn đầu của bất kỳ một sàn giao dịch nào uh, như wessi chẳng hạn thì anh em khi giao dịch ở trên sàn sẽ hưởng rất nhiều các cái lợi ích uh, mà ở giai đoạn sau rất khó anh em có thể tìm thấy ở một nền tảng nào và wessi đang cần và đang muốn thu hút nhiều người dùng vì vậy là giai đoạn này nếu mà anh em mà chúng ta có kỹ năng chơi thì anh em có thể đến với westin một lựa chọn rất là hợp lý với việc là anh em sẽ nhận được những phần thưởng giao dịch đặc biệt token wbs rất là giá trị cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo